mọi người, mình là Vivi. Chào mọi người đã quay trở lại với kênh Forex with V của mình. Và đây sẽ là video thứ tư ở trong bộ video mà chúng ta học về phương pháp mới có tên là Week of Method. Thì ở trong hai video trước chúng ta đã học về cái chu kỳ tích lũy như thế nào, được hình thành ra làm sao, cũng như là chức năng của từng phase này. Hay là mình đã hướng dẫn các bạn cái cách để chúng ta xác định cái chu kỳ tích lũy đấy ở trên biểu đồ như thế nào rồi. Thì ở trong video bài 4 này chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu về một chu kỳ mới có tên là chu kỳ phân phối nhé. Chu kỳ phân phối thì nói đơn giản, nó sẽ là ngược lại của chu kỳ tích lũy thôi. Như chúng ta biết thì chu kỳ tích lũy nó sẽ thường xuất hiện sau một xu hướng giảm dài phải không? Và nó tích lũy lại thì chúng ta sẽ canh những cái vùng như vậy. Chu kỳ tích lũy thì nó sẽ ngược lại thôi, nó sẽ thường xuất hiện sau một cái xu hướng tăng dài. Và lúc này cái xu hướng tăng dài này nó bị nén lại, cũng như nó đi sideways. Thì chính những cái lúc như thế là cái vùng phân phối được hình thành. Và chúng ta sẽ xác định những cái vùng phân phối đấy để có một điểm vào lệnh hợp lý, bắt sell đúng đỉnh luôn nhá. Thì cũng như những video trước thôi, video thứ tư này thì mình sẽ nói về lý thuyết của cái chu kỳ phân phối trước đã, để cho các bạn hiểu là chu kỳ phân phối là gì này, cũng như là nó được hình thành khi nào, hay là chức năng của từng phase, cũng như là những cái gắn nhãn, cái từ viết tắt mà chúng ta cần phải biết khi mà chúng ta xác định cái chu kỳ phân phối như thế. Cho đến video bài 5 thì chúng ta hãy cùng nhau thực hành xác định những cái chu kỳ phân phối đấy ở trên biểu đồ thì sẽ dễ hiểu hơn nhé. Bây giờ chúng ta hãy cùng nhau đi đến bài ngày hôm nay nhá. Với cái bài chu kỳ phân phối ngày hôm nay thì chúng ta sẽ có những cái nội dung chính như sau. Nội dung đầu tiên đó là chúng ta hãy cùng nhau định nghĩa về cái chu kỳ phân phối này. Tiếp sau đấy thì mình sẽ giải thích những cái từ viết tắt mà chúng ta cần phải biết, và cũng như là cái chức năng của cái từ viết tắt đấy là gì. Sau đấy thì mình sẽ giải thích cái nhiệm vụ cũng như là chức năng của từng phase trong một cái chu kỳ phân phối như thế. Và cuối cùng đó là một vài cái lưu ý khi mà các bạn xác định cái chu kỳ phân phối này nhá. Như mình đã nói trong cái bài 2 của cái chu kỳ tích lũy ấy, thì mình đã đưa ra một cái công thức chung để các bạn có thể vận dụng và tìm cũng như là xác định cái chu kỳ phân phối hay là chu kỳ tích lũy. Thì các bạn có thể là lật lại cái bài 2 hoặc là xem lại cái bài 2 đấy nhá. Đầu tiên chúng ta cùng nhau đến với định nghĩa chu kỳ phân phối. Giai đoạn hay là chu kỳ phân phối sẽ xuất hiện và bắt đầu sau một xu hướng tăng mạnh và giá đang có dấu hiệu chững lại trong một cái trend range hay là cái phạm vi giao dịch ấy. Kết cấu của nó sẽ là khá giống với chu kỳ tích lũy, nhưng với chu kỳ phân phối thì đặc điểm và ý nghĩa của nó sẽ ngược lại. Để giải thích cho các bạn dễ hiểu thì với chu kỳ tích lũy thì chúng ta sẽ canh thấp để chúng ta buy lên, chủ yếu là chúng ta sẽ buy lên phải không? Nhưng mà với chu kỳ phân phối thì nó sẽ xuất hiện sau một xu hướng tăng mạnh, và khi mà giá chững lại thì chúng ta sẽ canh những cái điểm tiềm năng để chúng ta sell xuống tại đỉnh. Thì đấy là cái chức năng của chu kỳ phân phối. Chúng ta sẽ sang đến cái phần tiếp theo, đó là phân loại chu kỳ phân phối. Cũng giống như cái chu kỳ tích lũy thì chu kỳ phân phối cũng sẽ có hai dạng. Dạng đầu tiên đó là phân phối loại 1. Thì cái dạng phân phối loại 1 này sẽ là cái dạng cơ bản mà chúng ta khi mà chúng ta tìm ở trên biểu đồ ấy cũng sẽ hay gặp. Còn cái dạng 2 thì nó sẽ đặc biệt hơn một xíu, đó là nó sẽ có thêm cái UTAS nữa. Thì cái UTAS này nó sẽ củng cố cho cái việc mà chu kỳ phân phối đấy nó chắc chắn hơn, và chúng ta có thể là gồng lời đến cái mức target xa nhất. Với cái loại 2 này thì chúng ta sẽ ít gặp hơn so với loại 1, và nó cũng hiếm xuất hiện hơn. Cái UTAS này nó cũng sẽ giống như là spring ở cái chu kỳ tích lũy ấy. Tức là không phải là mô hình phân phối nào nó cũng có UTAS nhá, tùy từng cái mô hình mà có UTAS thôi. Nhưng mà một khi cái chu kỳ phân phối đấy nó xuất hiện UTAS thì đây sẽ là cái dấu hiệu tiềm năng để chúng ta có thể là canh sell xuống luôn tại đỉnh nhá. Chúng ta đến với cái nội dung tiếp theo, đó là mình sẽ đưa ra một vài cái thuật ngữ để các bạn có thể nhớ. Cái thuật ngữ này nó rất là quan trọng nhá. Tại vì là khi mà chúng ta minh họa bằng biểu đồ cũng như là tìm ở trên biểu đồ ấy, chúng ta không thể nào mà ghi hẳn cái từ viết tắt đó ra là nguồn cung sơ bộ hay là cao trào mua, cao trào bán cả, mà chúng ta chỉ có thể là ký hiệu bằng những cái từ viết tắt thôi. Cho nên là ở cái phần thuật ngữ này thì các bạn cần phải nhớ này. Có thể là lần đầu không nhớ ngay, nhưng mà khi mà mọi người xác định, tập xác định ở trên biểu đồ ấy, thì các bạn nên áp những cái thuật ngữ này và gắn nhãn nó vào luôn, và chúng ta thuộc luôn trong đầu đó là nó là gì, chức năng như thế nào, để không bị nhầm với những cái chu kỳ khác nhé. Tại vì sau đấy thì chúng ta còn học về chu kỳ tái tích lũy này, rồi tái phân phối. Nó sẽ có rất là nhiều những cái thuật ngữ khác nhau, và mỗi cái thuật ngữ thì nó sẽ có cái chức năng riêng ấy. Cho nên là các bạn cần phải nhớ nha. Với thuật ngữ của cái chu kỳ phân phối thì nó sẽ tương đương với tích lũy thôi. Đầu tiên thì chúng ta cùng nhau đến với cái thuật ngữ đầu tiên, đó là nguồn cung sơ bộ. Nó là viết tắt của từ preliminary supply, dịch ra tiếng Việt có nghĩa là nguồn cung sơ bộ. Thì ý nghĩa của nó đó là giá di chuyển tăng mạnh kèm khối lượng và chênh lệch cái giá mở rộng. Lúc này các bạn cứ tưởng tượng như là trước đấy thì giá đang tăng mạnh và liên tục xuất hiện những cái đỉnh sau cao hơn đỉnh trước, đáy sau cao hơn đáy trước, và những cái nến tăng
cái nến xanh ấy, nó có cái đà tăng rất là mạnh. Thì khi cái PSI này xuất hiện và chúng ta xác định được cái nhịp chững lại ấy, thì cái điểm PSI nó xuất hiện đầu tiên. Và lúc này thì giá vẫn di chuyển tăng mạnh nhá, nhưng mà cái khối lượng của nó thì nó đã bắt đầu nó sụt giảm dần. Tức là cái khối lượng buy của nó ấy, những cái nến xanh của nó bắt đầu sụt giảm dần và nhường chỗ lại cho những cây nến đỏ. Thuật ngữ thứ hai đó là BCLX, hay còn gọi là buying climax, dịch ra có nghĩa là cao trào mua. Đây sẽ là cái sự gia tăng rõ rệt về khối lượng và chênh lệch giá tăng. Lực mua thì đạt đỉnh điểm này. Đây là nơi mà các trader bắt đầu đổ xô mua vào. Các bạn cứ tưởng tượng là nó như là cái mức cao nhất khi mà giá tăng, cái đỉnh cao nhất mà giá tạo trong thời gian gần nhất ấy. Và khi mà cái buying climax hay là cái BCLX này xuất hiện này, nó sẽ có sự chênh lệch nhất định với cái chỉ báo khối lượng ở phía dưới. Các bạn có thể thấy là khối lượng thì có thể là liên tục xuất hiện những cái nến đỏ, nhưng mà lúc này nến thì lại liên tục xuất hiện tăng, nó sẽ vô tình tạo ra cái sự phân kỳ ấy. Thì chúng ta sẽ, đây sẽ là một cái dấu hiệu cho thấy là lực mua đã đạt đỉnh điểm rồi. Và cái phe tăng lúc này đang ở trong trạng thái là quá mua, và chúng ta có thể là đứng ngoài, chốt lời hết những cái lệnh buy và chúng ta canh sell xuống. Thuật ngữ tiếp theo đó là AR hay là Auto Rally, dịch cái tiếng Việt có nghĩa là phản ứng tự động. Thế nên nó sẽ khá là giống với chu kỳ tích lũy. Thì với AR của chu kỳ phân phối này, nó sẽ tượng trưng cho cái việc mà lực mua dữ dội đã giảm đi đáng kể sau cái cú cao trào mua hay là cái BCLX ấy, và sự chốt lời của các cá mập và các nhà giao dịch nhỏ lẻ. Tức là sao? Sau khi cái BCLX xuất hiện, tức là nó đẩy lên cái mức giá cao nhất tại cái thời điểm gần nhất, thì sẽ có một cái nhịp giảm, một cái nhịp giảm nhẹ. Lúc này các trader nhỏ lẻ bắt đầu chốt lời này, và các cá mập thì bắt đầu là dồn tiền vào để mua ở mức giá ổn nhất, thì nó sẽ sinh ra cái AR hay là cái phản ứng tự động này. Cái thuật ngữ tiếp theo đó là ST, hay còn gọi là secondary test, hay còn gọi là thử nghiệm thứ cấp. Thì đây sẽ là nơi mà giá quay lại cái khu vực cao trào mua hay là cái BCLX đấy để kiểm tra lại cái sự cân bằng cung tại cái mức giá này. Các bạn cứ tưởng tượng như là cái mức test lại cái cao trào mua, cái đỉnh cao nhất ấy, thì cái ST này nó xuất hiện. Tiếp theo đó là SOW, hay còn gọi là sign of weakness, từ cái tiếng Việt có nghĩa là dấu hiệu sự suy yếu của giá. Khi mà cái SOW này xuất hiện thì chúng ta có thể quan sát được khi mà giá di chuyển xuống biên dưới của trading range, nó sẽ thường xảy ra với biên độ giảm với mức chênh lệch và khối lượng tăng. Để hiểu rõ thêm về cái SOW này thì mình sẽ giải thích như sau. Khi mà xảy ra cái thử nghiệm thứ cấp, nó test lại cái BCLX ấy, thì sẽ có một cái nhịp giảm xuống, nhịp giảm xuống biên dưới, tức là cái đường hỗ trợ phía dưới của cái trading range ấy, nó xuất hiện. Thì lúc này các bạn sẽ để ý thấy là cái nến của nó ấy bắt đầu là nhường lại, nhường chỗ lại cho cái phe sell đang chiếm lại thị trường. Và lúc này chúng ta đối chiếu với cái chỉ báo khối lượng hay là volume ấy, thì chúng ta sẽ thấy là cái biên độ giảm của nó rất là mạnh và cái mức chênh lệch của nó thì rất là lớn. Thế đây sẽ là một trong những cái dấu hiệu tiềm năng cho thấy là cái chu kỳ phân phối đã và đang được hình thành rồi. Chúng ta đến với thuật ngữ tiếp theo, đó là thuật ngữ về LPSI, hay còn gọi là điểm kháng cự cuối cùng. Nó là viết tắt của từ Last Point of Supply. Thì cái LPSI này nó sẽ thể hiện cái sự cạn kiệt của nguồn cầu và những đợt bán cuối cùng của các cá mập trước khi việc giảm giá bắt đầu mạnh mẽ hơn. Tức là sao? Cái điểm LPSI này nó sẽ là cái đỉnh cao nhất mà giá tạo. Đây là đang tính trong từng phase một nhá, chứ không tính theo cả một cái giai đoạn nhá, đang tính theo từng phase một. Thì cái LPSI này nó sẽ là cái đỉnh cao nhất cũng như là cái mức kháng cự mới mà nó tạo ra và chưa được test lại ấy, thì chúng ta sẽ gọi là cái điểm kháng cự cuối cùng. Và khi mà cái điểm kháng cự đầu tiên xuất hiện thì sẽ có những cái điểm thấp hơn, hay chúng ta gọi là cái đỉnh sau thấp hơn đỉnh trước, đáy sau thấp hơn đáy trước như vậy, thì chúng ta sẽ gọi chung đấy là cái LPSI hay là điểm kháng cự cuối cùng nhá. Và đây sẽ là cái dấu hiệu thứ hai cho thấy là các bạn có thể là canh để entry sell xuống rồi. Và cái thuật ngữ tiếp theo đó là UTAT. Nó là viết tắt của từ UTAT, After Distribution, hay còn gọi là bẫy tăng giá chính phân phối. Thì cái UTAT này nó sẽ là cái tín hiệu rất là tiềm năng cho thấy cái dấu hiệu sức mạnh SOS bị thất bại. Cái SOS ở đây thì là cái sign of strength ấy, tức là cái dấu hiệu cho cái sức mạnh của giá nó bị thất bại, tức là nó đẩy lên bị thất bại và đi đến cái quá trình là phân phối và phá vỡ xuống cái đường hỗ trợ hay là cái bên dưới của trading range hay là cái TA ấy. Thì cái UTAT này nó cũng giống như spring nhá, nó sẽ hiếm khi xuất hiện, nhưng mà một khi xuất hiện thì đây sẽ là cái dấu hiệu tiềm năng cho cái việc mà chu kỳ phân phối
đang trong quá trình hình thành và chúng ta cũng có thể là anti sell xuống ngay sau khi mà cái điểm UTAS này xuất hiện. Bây giờ chúng ta cùng nhau đi sang đến phần nội dung tiếp theo của chu kỳ phân phối, đó là mình sẽ giải thích cái chức năng cũng là nhiệm vụ từng phase trong cái chu kỳ phân phối đấy. Thì nó cũng tương tự như là cái chu kỳ tích lũy, chúng ta sẽ có 5 phase bao gồm phase A, phase B, phase C, phase D, phase E. Phase E sẽ là phase cuối cùng và thường là không có gắn nhãn nào ở tại phase E cả, tại vì lúc đấy là giá đã vọt xuống mạnh rồi, chứ không chỉ là đơn thuần là cái sự lưỡng lự như là ABCD nữa, cho nên là mình chỉ xoáy sâu vào giải thích về phase A, phase B, phase C, phase D cho các bạn thôi nhé. Đầu tiên đến phase A thì các bạn có thể nhìn thấy ở góc bên tay trái màn hình của mình sẽ là hình vẽ để mô phỏng cho cái phase A này. Cái phase A này nó sẽ có chức năng đó là đánh dấu cái sự dừng lại của xu hướng trước đấy. Khi mà phase A được hình thành ấy, lúc này nguồn cầu đang chiếm ưu thế và dấu hiệu đầu tiên của việc nguồn cung bắt đầu tham gia thị trường nó sẽ thể hiện ở cái điểm nguồn cung sơ bộ, tức là PSI, tức là cái PSI ấy mà mình vừa nãy giải thích ở trong phần thuật ngữ đấy, và chỗ buying climax, tức là mua cao trào. Thì những cái sự kiện như thế này thì thường sẽ theo sau bởi một phản ứng tự động hay còn gọi là AR, hoặc là một thử nghiệm thứ cấp ST của cái quá trình cao trào mua đấy. Thì lúc này chúng ta sẽ kết hợp thêm cái việc mà chúng ta nhìn chỉ báo về volume ở phía dưới nữa, thì chúng ta sẽ thấy là cái khối lượng của nó giảm dần. Thì đây sẽ là cái đặc điểm đầu tiên của phase A mà các bạn cần phải chú ý đến. Tức là cái phase A này nó sẽ vẫn tiếp diễn cái xu hướng tăng trước đấy và nó bị chững lại bởi những cái điểm như là PSI này, điểm buying climax và điểm AR được đẩy tự động, cũng như là ST, cái thử nghiệm thứ cấp. Và lúc mà cái phase A được hình thành, khi mà chúng ta xác định và gắn nhãn được những cái điểm như là PSI, PCLX, AR, ST của phase A rồi, thì nó cho thấy là cái xu hướng tăng cũng có thể kết thúc mà không có hành động cao trào nào. Thay vào đó thì nó sẽ thể hiện bằng sự cạn kiệt của nguồn cầu với cái mức chênh lệch và khối lượng giảm dần. Lúc này các bạn có thể thấy là giá thì có thể là tăng và đang bị chững lại, nhưng mà cái chỉ báo về khối lượng phía dưới thì nó đang giảm dần. Tức là cái khối lượng buy, những cái cột màu xanh ấy, thì nó giảm dần và nhường chỗ lại cho những cột đỏ rồi. Khối lượng giảm lúc này nó sẽ xảy ra một cái hiện tượng đó là rút ngắn lực đẩy, được thực hiện trên mỗi lực tăng trước khi mà nguồn cung đáng kể xuất hiện. Thì đấy là lúc mà kết thúc phase A nhé. Sau khi kết thúc phase A, chúng ta đến phase B. Phase B nó sẽ có chức năng đó là xây dựng nguyên nhân. Lúc này chúng ta sẽ áp dụng cái quy luật nguyên nhân kết quả, là một trong ba cái quy luật nổi tiếng nhất của cái phương pháp Wyckoff này. Cái phase A nó sẽ tượng trưng cho cái việc là đánh dấu cái quy luật cung cầu nhá. Phase B nó sẽ tượng trưng cho cái quy luật nguyên nhân kết quả. Phase C, phase D nó sẽ tượng trưng cho cái quy luật nỗ lực và kết quả nhá. Thì cái phase B này xuất hiện nó sẽ nói lên điều gì? Thì các bạn có thể nhìn thấy góc bên tay phải màn hình, mình có minh họa cái phase B như thế này. Thì phase B nó sẽ chuẩn bị cho một xu hướng giảm mới này. Trong khoảng thời gian này thì các cá mập đang bán số lượng lớn hàng của họ để chuẩn bị cho sự sụt giảm tiếp theo. Tức là lúc mà chúng ta sẽ để ý cái hành vi nến là nó bắt đầu là nó yếu dần đi rồi. Những cái nến màu xanh thì liên tục rút chân, thể hiện cho cái việc là từ chối tăng tiếp. Thay vào đấy là liên tục xuất hiện những cái nến engulfing, cũng như là những cái nến đỏ có thân dài, cái dâu nến rất là ngắn. Thêm vào đó thì các điểm ở giai đoạn B mà chúng ta xác định đó là UT hay là SOV kép ở phase B ấy, trong phân phối nó sẽ tương tự như các điểm được thực hiện cho giai đoạn B trong giai đoạn tích lũy. Ngoại trừ các smart money hay là các cá mập bắt đầu bán từng phần sản phẩm khi mà cái phạm vi giao dịch phát triển hay là cái TA phát triển, thì với cái mục tiêu cạn kiệt càng nhiều nguồn cung càng sót lại càng tốt. Cái quá trình này nó sẽ để lại cái dấu chân rằng nguồn cung và hoặc là nguồn cầu, cái cán cân nó sẽ nghiêng về cung thay vì cầu, tức là nó sẽ nghiêng về cái việc là sell xuống hơn là buy lên. Thì đấy là lúc mà phase B xuất hiện. Sau khi mà cái phase A, phase B xuất hiện, nó chỉ là một cái điều kiện đủ để cho thấy là cái chu kỳ phân phối của nó đang được hình thành thôi. Còn cái chìa khóa để chúng ta vào lệnh và chúng ta xác định, cũng như là để hình thành nên được cái chu kỳ phân phối đấy, đó là phase C và phase D nhá. Phase C thì nó sẽ có chức năng đó là kiểm tra lại cái nguồn cầu của lại. Phase C này thì cái thời gian diễn ra rất là ngắn thôi. Các bạn có thể nhìn thấy ở góc bên tay trái màn hình, đó là cái minh họa cho phase C. Tức là nó chỉ là những cái điểm test thôi, nhưng mà nó có cái chức năng rất là quan trọng, gần như là cái chìa khóa cũng là quan trọng nhất trong cái mô hình phân phối này. Thì trong cái quá trình phân phối đấy, giai đoạn C có thể là tự hình thành cái UT hay còn gọi là upthurst, hoặc là UTAS này. UT với UTAS thì nó sẽ ngược lại với spring. Nếu như trong chu kỳ tích lũy, spring nó sẽ là cái phá vỡ giả khi mà nó break xuống cái vùng bên dưới của cái phạm vi giao dịch, thì UT hay là UTAS ấy nó sẽ break qua cái vùng kháng cự, cái đường kháng cự, tức là cái bên trên của cái phạm vi giao dịch đấy. Thì lúc này nó sẽ nằm ở mức kháng cự
trong cái phạm vi giao dịch nhanh chóng đảo chiều và đóng cửa ở trong cái trading range. Đây sẽ là cái bài kiểm tra nguồn cầu còn lại, nó sẽ là cái bẫy tăng giá. Tức là nếu mà ai mà không vững tâm lý hay là bị cái tâm lý quá là vội vàng, không có sự kiên nhẫn để chờ đợi những cái yếu tố khác để xác minh thêm yếu tố vào lệnh ấy, thì các bạn sẽ rất dễ chúng ta tiếp tục buy lên tại cái vùng mà upthird như thế này. Tại vì chúng ta thấy là nó đã break qua cái vùng kháng cự, tức là vùng đỉnh cũ, vùng đỉnh cao nhất rồi phải không? Thì thuận chiều đó là chúng ta sẽ buy lên thôi. Nhưng mà đây sẽ là cái bẫy nhá, nó sẽ báo hiệu cái sự phục hồi của xu hướng tăng. Nhưng mà trên thực tế ấy, thì đây sẽ là nhằm mục đích đánh lừa các nhà giao dịch nhỏ lẻ bằng cách phá vỡ giá. Khi mà UT hoặc là UTAT xuất hiện ấy, nó sẽ cho phép các cá mập bán thêm sản phẩm với giá cao cho các trader retail, tức là những nhà đầu tư nhỏ lẻ như chúng ta này đang mua lên ở mức này, thì các tổ chức sẽ theo cái dấu chân của các tay mạnh, có thể muốn bắt đầu các vị thế bán sau cái quá trình upthird như này hoặc là UTAT. Vì thế nên là cái tỷ lệ risk and reward nó thường rất là lớn. Tuy nhiên thì các cá mập sẽ liên tục tạo ra các upthird để liên tục ngăn chặn các nhà giao dịch bắt đầu các vị thế bán khống. Vì vậy thường an toàn hơn nếu mà các bạn đợi đến giai đoạn D và xác nhận những cái điểm kháng cự cuối cùng trước khi mà chúng ta có thể là entry sell xuống. Cái phase C này các bạn có thể là entry sell xuống được thôi, nhưng mà chúng ta phải cẩn thận nhá. Nhất là khi mà chúng ta xác định cái mô hình đấy nó có upthird, nó có phá vỡ giả phía trên của cái phạm vi giao dịch đấy, thì chúng ta nên đợi là xem cái hành vi giá của nó đã phá vỡ thật hay chưa. Còn không thì các bạn hoàn toàn có thể entry sell xuống ngay sau khi mà cái UT đấy, cái quá trình UT đấy nó được hình thành, thì chúng ta sẽ sell xuống sớm hơn và rất là dễ bắt định hơn. Kết thúc phase C đó là đến phase D. Với phase D này thì nó cũng là một trong hai cái phase quan trọng nhất để tạo nên được cái chu kỳ phân phối mà chúng ta đang nói đến. Phase D này nó sẽ có trách nhiệm và chức năng, đó là nó nói lên cái việc mà nguồn cung đang chiếm ưu thế một cách rõ ràng nhất. Nếu như phase C nó sẽ là kiểm tra cái nguồn cầu còn lại, cũng như cái việc mà sau khi nó break rồi thì nó sẽ test lại cái nguồn cầu đấy nó còn hay không, thì nó bắt đầu là tiếp tục cái xu hướng giảm. Thì cái phase D này nó sẽ có chức năng, đó là nó xác minh cái phase C đấy đã kiểm tra nguồn cầu xong chưa. Lúc này thì nguồn cung đang chiếm ưu thế rõ ràng rồi, thì sau khi kiểm tra các thử nghiệm, tức là cái ST ở giai đoạn C, thì chúng ta sẽ thấy là các nguồn cầu cuối cùng được xuất hiện tại đây. Trong cái giai đoạn D này ấy, thì hành động giá đi đến cam kết dưới mức hỗ trợ của TR, tức là cái phạm vi giao dịch. Bằng chứng để chứng tỏ cho cái điều này đó là nguồn cung đang chiếm ưu thế một cách rõ ràng. Thì lúc này các bạn nhìn vào biểu đồ, các bạn sẽ thấy là liên tục xuất hiện những cái nến đỏ này với cái lực giảm rất là mạnh. Cái nến xanh có nhưng mà rất là ít, tức là cái hành vi của nến lúc này nó sẽ là những cái nến rút chân này, thể hiện cái sự từ chối tăng tiếp. Và sau đấy là liên tục xuất hiện những cái nến engulfing giảm. Đối chiếu với cái volume, tức là cái chỉ báo khối lượng phía dưới, thì chúng ta thấy là lúc này những cái cột màu đỏ, tức là nó thể hiện cho cái phe sell ấy, liên tục xuất hiện và liên tục lớn lên. Còn cái phe buy lúc này thì bắt đầu bị yếu đi rồi. Thì lúc này nguồn cung đang chiếm ưu thế rõ ràng với cái mức chênh lệch và khối lượng tăng lên, kèm theo cái sự phá vỡ ở hỗ trợ hoặc là giảm dưới vùng giữa của cái phạm vi giao dịch sau khi mà cái điểm mà UT hoặc là UTAT được hình thành. Lúc này các bạn sẽ để ý thấy là thường sẽ có nhiều lực đẩy yếu trong cái giai đoạn D này. Lực đẩy yếu nghĩa là sao? Tức là các bạn sẽ thấy là phe buy lúc này cũng sẽ nhảy vào và đẩy giá lên theo cái xu hướng tăng trước đấy. Nhưng mà quá ít người buy và hầu như là các cá mập ấy sẽ đứng với phe sell khi mà họ đã xuống tiền ngay tại cái phase C cũng như là đầu phase D rồi. Và lúc này thì những cái điểm kháng cự cuối cùng hay là LPSI nó sẽ đại diện cho những cơ hội tuyệt vời để các bạn có thể bắt đầu sell xuống. Hoặc là nếu như chúng ta sell xuống trước đấy tại phase C rồi thì chúng ta có thể là nhồi thêm lệnh những cái điểm kháng cự cuối cùng hay là LPSI này được hình thành. Và ngược lại thôi, hầu như là các cá mập cũng như là các trader nhỏ lẻ bắt đầu là vào tiền để sell xuống rồi, thì đầu còn lại những người mà đang theo phe buy ấy nhận thấy điều này thì chúng ta nên chốt lời và thoát khỏi cái vị thế của mình nhanh chóng trước khi mà giá sập xuống quá là mạnh. Thì đấy là cái phase D. Phase E nó sẽ là tiếp diễn của cái phase D này, tức là nó chỉ giảm xuống thôi. Tóm lại là trong 5 phase này thì các bạn chỉ cần nhớ cho mình, đó là phase C, phase D và quan trọng nhất là phase D. Nó sẽ là cái chìa khóa của cái việc mà cái chu kỳ phân phối được hình thành hay không, và chúng ta có nên bắt định để sell xuống hay không. Vậy là qua bài 4 này thì chúng ta cũng đã hiểu về cái bản chất của chu kỳ phân phối với phương pháp Wick Off như thế nào rồi. Nếu như các bạn cần nghiên cứu thêm về cái chu kỳ phân phối của bài ngày hôm nay cũng như là cần thêm tài liệu thì các bạn có thể kéo xuống phần mô tả của video, mình có để tài liệu của bài ngày hôm nay ở dưới đấy nhá. Ngoài ra thì nếu các bạn có bất kỳ những thắc mắc hay câu hỏi nào thì hãy comment xuống dưới video này cho mình biết được nha. Và đừng quên đăng ký tài khoản StarDeckM nếu như bạn thấy tin tưởng và ủng hộ mình nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn ở trong những video tiếp theo.